dụng với các thứ đấy em cũng sợ lắm. Tại vì là mọi người biết là cái người Mông hay người Tày ấy, thì khi mà vào trong nhà của họ thì người ta có một cái phép ấy. Em nói thật đấy. Còn người ta có một cái phép ấy, người ta có ví dụ như là em có một cái người bạn người dân tộc Mông nhé, mà đi vào trong họ là phải xin phép hay cái gì đấy. Mất giày luôn. Đây này. Đây này mọi người, em quay cho mọi người xem. Con này anh Thới tìm được rồi nhá mọi người nhá. Không ạ, cái này không phải giáp biên giới Trung Quốc đâu anh ạ. Đây các bác này, nhìn thấy cái nhà tầng 2 nhá. Cái này là trên tầng 2 nhá. Mà cái độ bùn nó như này rồi các bác. Đây. Cái này trên tầng 2. Đấy, thì cái nhà này sáng ngày ra là đang gọi là nấu ăn sáng thì là bị vợ bị thì là chồng đưa vợ đi Hà Nội rồi. Đây, các bác này. Nhà này mọi người ơi, đây, mọi người nhìn gỗ này. Mọi người nhìn những cái cây gỗ này này. Đấy, những cái sàn gỗ này. Đây. Nó chắc lắm. Nhà phải có điều kiện, nhà phải rất có điều kiện mới xây được cái căn nhà như này. Đấy. Mà để mà nhà mà ở trong bản mà có một cái nhà to mà kiên cố như này thì chỉ có một mình nhà này nó còn nguyên sót lại thôi các bác ạ. Thì nó phải kiên cố. Nó phải chắc chắn thì mới còn đấy, chứ không phải chứ còn nếu không cái thiên tai nó ập như thế mà mọi người. Đấy. Đấy. Còn 12 người nữa nhé, bác nhá. Đây này, còn 12 người nữa nhá mọi người nhá. Đấy. Đây, những cái căn nhà. Nhà này còn gọi là quá giàu đấy mọi người. Đây là cái căn bếp này. Đấy mọi người, bây giờ bùn đất vẫn lên cả, lên đến tận trên này cơ mà các bác. Đến gần mái rồi. Đây, đến gần mái luôn mà mọi người. Nó phải rơi vào 4 đến 5 mét bùn. Còn 12 người ạ, còn 12 người nữa ạ. Sáng nay có tìm thấy một cháu bé con nhà anh Thới ạ. Đâu về đến bản Làng Nụ ở Lào Cai này, bọn em có đi cùng với thiện nguyện cùng với đội. Đấy. Thì là bọn em về đây. Đây nhá mọi người nhá, đây trong này. Đây này, nhà còn dán bùa các thứ mà các bác. Đấy. Nhà còn dán bùa các thứ mà, nên là em cũng không dám quay nhà nhiều đâu. Đây này. Cái này của trẻ con này này. Đấy. Trẻ con này. Đây là đằng sau này, các bác này. Đấy, đây là đằng sau này. Đúng rồi, nhà của chú Cai đó mọi người nhá. Đúng rồi anh ạ. Anh Trung Sờ Cai là sáng nay là anh ấy quay được đấy. Tại vì là cái bọn em sáng nay đến ý, thì là cái mạng của bọn em không có quay được. Cái trong này phải dùng mạng của Viettel cơ. Còn bọn em mạng Vina bọn em không quay được. Đây xe máy rồi các bác kìa. Giờ bây giờ họ di chuyển rồi các bác. Ui cái nhà này nó nghiêng nghiêng về một bên ấy. Cái đằng trong rồi này. Cái đằng trong rồi nó nghiêng nghiêng về một bên ấy. Đây. Đây là nhà của chú Cai. Chú Nguyễn Văn Cai. Đấy. Nhà giàu đấy mọi người. Đấy, bây giờ mọi người đang đi tìm kiếm, đang đi tiếp ở bên dưới kia. Em đi xuống cái đoạn đấy nhá mọi người nhá. Em đi xuống cái đoạn bên dưới nhá. Các bác nào có xuống để em đi xuống. Đấy nhá, cứ đi vào trong đến nhà đấy thì mạng yếu nhá mọi người nhá. Cứ đi vào trong cái chỗ đằng trong nhà ấy thì mạng yếu. Không còn mưa bác ạ, không còn mưa nhá. Đấy, mọi người xem like cho em xin một tim, một follow nhá. Thì em đi xuống bên dưới kia để cho mọi người xem. Các bác có muốn xem cái đảo bên dưới không thì em đi xuống. Không thì em cũng đi về sớm thôi. Tại vì... Lúc rạng sáng mọi người, sạt ở lúc rạng sáng. Cách thành
thành phố Lào Cai từ ở thành phố lên Lào lên chỗ này nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 80 cây anh ạ. Nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 80 cây ấy. Tại vì là từ ở chỗ bọn em đi nó cũng phải rơi vào tầm đấy, phải rơi vào tầm 80 cây. Từ ở chỗ thành phố xuống. Có nhá bác ơi, có mùi hôi nhá, không thấy xe xúc nghỉ có nhá bác ơi. Xe xúc thì ở đằng mặn bên kia, bây giờ bên dưới này đang có nghi là ở dưới này có người nghi rằng đây mọi người đang đào ở đây này. Đấy, các bác nào có muốn sẽ xuống tận đấy thì tí nữa em xuống tận đấy cho mọi người xem nhá. Có xe xúc rồi, có đủ mà mọi người. Người nhà có người mất không? Không có bác ạ. Người nhà may mắn là không có người mất, chỉ bị thương thôi. Mùi hôi chứ mọi người, mùi hôi mà. Em không có dám vào online tối đâu. Mọi người ơi, mạng ở chỗ này nó cũng rất là yếu. Mạng ở đây yếu lắm. Mạng ở đây nếu như bác nào mà dùng Vina không vào được đâu. Không có một cái cột sóng nào luôn ấy. Mẹ Phúc chưa thấy ạ. Chị Nguyễn Thị Nguyệt ạ. Mẹ của bạn Phúc chưa thấy ạ. Vâng ạ, tội nghiệp cho những người xấu số lắm. Em niệm Nam Mô A Di Đà Phật suốt mà. Niệm suốt. Lúc mà em mới đến đây các bác, lúc mà em mới đến đây này, người em nó nóng bừng. Xong là người cảm giác như là cái tay chân hay cái người của mình nó cứ bị nâng nâng lên ấy. Mọi người bảo em bị tụt đường huyết nhau không? Em ăn no nhá. Em không có em ăn no xong em mới vào đây. Tại vì em biết là trong này khi mà live trong này thì không có cái chỗ nào để mà ăn hết cả, thì bọn em đã ăn rồi. Ăn xong là bọn em vào đây rồi. Mà người em cảm giác như người nó bị nhấc bổng lên ấy. Lúc mà em đi một mình. Nó cứ bị nao nao người kiểu gì luôn ấy. Bữa giờ có ai vào đây online buổi tối chưa? Chưa đâu nhá mọi người nhá. Đúng rồi, em đang dùng của Viettel. Con út của anh Thới thấy rồi, đúng rồi nhá. Bác ơi, có nghĩa là bây giờ người nhà của anh Thới là thấy hết rồi. Người nhà của anh Thới là thấy hết rồi. Tìm thấy thằng cu út này là cuối cùng đấy. Là thằng cu út là sáng nay mọi người ạ. Đúng rồi, khéo khi mình nghĩ linh tinh nhiều quá. Xong cái tinh thần của mình đến đây nữa, xong mọi người lại cứ bảo bên dưới nhà này có người ấy. Đấy. Thế suối Trung Sky tối nay vào live. Anh Trung ơi, anh ấy live từ lúc buổi sáng rồi ấy. Ok nhá, bây giờ em di chuyển xuống bên dưới đây. Bây giờ em di chuyển xuống bên dưới. Còn 12 người nữa nhá mọi người ơi. Con của anh Thới thì thấy sáng nay rồi. Còn 12 người nữa mọi người ạ. Tại vì là ví dụ như là tối có vào đây live thì cũng có giải quyết được gì đâu. Tại vì là tối cũng không có ai còn tìm kiếm đâu mà các bác. Đấy, bây giờ các chú bộ đội với lại mọi người cũng tìm kiếm đến tận lúc chiều. Thế xong là mọi người cũng về nghỉ ngơi đến sáng ngày hôm sau mọi người mới tìm mà. Có nhá bác nhá, vẫn máy xúc bình thường nhá. Bà Phúc lấy quần áo cũ ra gọi mẹ ơi mẹ chín đĩa đâu về con ngày mất nữa. Ok chị nhá. Anh Thới còn sống nhá các bác ơi. Anh Thới còn sống tại vì này này. Em có nghe nói rằng là nhà của anh Thới thì là ở bản bên trên. Thì cái bản bên trên đấy thì nó có cái nguy cơ bị sạt lún. Đấy thì mới di chuyển con cái rồi vợ con đi về đằng ngoại. Thì là đi về đến cái đằng chỗ đằng làng nủ này các bác này. Thì có ai nghĩ rằng là cái thiên tai nó lại ập đến một phát như thế. Thì anh Thối anh ấy lại ở bên trên ấy. Cái nhà bên trên thì anh ấy may mắn là thoát nạn ở chỗ đấy mọi người ạ. Bây giờ cả làng bị xóa sổ luôn các bác nhé. Đây cả làng luôn. Có nói chung là cả làng bị xóa sổ. Nghe cái câu xóa sổ nghe nó rùng rợn. Đúng rồi, em đang ở cái nhà mà duy nhất còn không phải còn nguyên vẹn mà còn tầng 2 nhá mọi người nhá. Tầng 1 thì nó bị lấp hết rồi, còn tầng 2 thì bọn em đang ở trên cái tầng 2 đấy. Vẫn còn 12 người nữa chưa tìm thấy các bạn ạ. Không biết là từ giờ đến chiều có tìm thấy không. Đây là tất cả những đội cứu hộ rồi, mọi người đây cũng đang di chuyển mà mọi người. Cũng đang di chuyển hết vào đây để tìm mà. Mỗi
Hình như là chia nhau ra tìm thì phải mọi người ạ. Chia nhau ra tìm ấy. Thương lắm mọi người ơi, thương lắm. Em đi, em nhìn những cái video trên mọi người quay đấy là có nghĩa là không thể yên được. Em mới ở Lai Châu xuống, em mới ở Lai Châu xuống lúc buổi sáng này. Ở trên bọn em cũng cũng là bản, cũng mưa, cũng sạt nở đường, cũng gặp thiệt hại nhưng mà không có bị thiệt hại về người, chỉ có bị thiệt hại về sạt nở rồi nhà cửa thôi. Đấy. Bọn ở trên ở trên em ấy, trên em ở chỗ Lai Châu đấy cũng khó khăn lắm. Còn 12 người nữa nhé mọi người nhé, 25 là dừng tìm kiếm. Em thấy mọi người ở đây bảo thế, nhưng mà cái thông tin này nó cũng chưa chính xác hoàn toàn đâu. Mọi người ạ, em thấy mọi người bảo là 25 ngày, có nghĩa là 25 tháng này là không tìm thấy nữa thì bộ đội sẽ rút quân về. Nhưng mà thực tế thì em thấy mọi người vẫn đang di chuyển đồ rồi, đang di chuyển xe các kiểu vào đây để mọi người tìm kiếm ấy. Thì em cũng không biết cái thông tin này có chính xác không. Có mùi nhá, bác ơi. Em ở ngay thành phố Lai Châu ạ. Xót xa lắm mọi người ạ. Có nhá mọi người, vẫn đang tìm ở dưới kia, vẫn đang đào, đang tìm kiếm ở bên dưới kia đấy ạ. Nhà cây cối nó sẵn san bằng thế này thì kêu sợ nấp tới 100m thì khổ, đúng rồi. Thật à chị? Đây, chị ơi, đây cái nhà sàn đây này. Cái nhà sàn mà nó nấp nó vùi như thế này cơ mà. Cái này là tầng 2 này. Đấy. Để em quay đằng trước cho mọi người xem. Để đội tìm kiếm tìm ra dưới gầm á. Vâng. Bây giờ mà kiếm lá trầu không hay kiếm cái đấy nó khó lắm chị ơi. Bọn em lại không có chuẩn bị từ trước vậy thì cũng không nghĩ rằng là mình sẽ ở lại đây. Đây, ở bên dưới gầm đây các bác này. Đây này, mọi người bảo bây giờ nhá, bây giờ đào kiểu gì? Đây này, ở dưới gầm nó bằng phẳng hết này, nó lấp 4 đến 5 mét bùn như này. Thì không biết là đào kiểu gì. Đấy. Đây là cái tầng 2, đây là cái tầng 2 mà còn lại. Đấy. Lỡ có người bị vùi dưới tầng nhà này thì sao? Em nghĩ rằng là mọi người đã tìm rồi đấy. Nói chung là chó nghiệp vụ rồi, ngửi rồi các thứ, em nghĩ là mọi người có phương án rồi. Chứ còn mình về đây thì mình thấy thế thôi. Nhà này đẹp mà mọi người ơi, nhà này đẹp lắm. Đấy. Con anh Thới tìm thấy đơn giản mọi người, con anh Thới tìm thấy, nhìn thấy luôn. Mà ra một chỗ đấy là tìm thấy cháu luôn, không cần phải đào bới, không cần phải gì hết luôn nhá mọi người nhá. Con anh Thới ấy. Đây chị. Cứ đây. Chia ra mỗi người một ít các bác ạ. Chị rút ra một tí nhá. Vâng. Còn 3%. 3% pin à? Ừ, chỉ sợ tí nó tự tắt đi. Ừ. Miền Trung đang lụt rồi. Con trai anh Thới tâm linh, đúng rồi bác ạ. Không dám ở bên dưới đoạn đấy đâu. Bác ơi đây. Em zoom lên cho mọi người xem này. Đấy. Đấy cái chỗ đông đông đấy ạ. Đây. Chỗ đông đông đấy. Là đang mọi người nhá. Thì thấy đang gọi là đang cúng, mọi người đang cúng với lại đang kiểu làm phép hay làm gì đấy. Thì em cũng chưa đi xuống đấy được. Thông tin trực tiếp nhất từ làng Nủ các bác nhé. Đây là cái nhà mà sót lại duy nhất ở làng Nủ. Đấy. Thì em sẽ đi quay cho mọi người xem cái các làng Nủ tại Bảo Yên, Lào Cai nhé mọi người.
mọi người vào xem like để đẩy view, để like lên giúp em nhé. Để cho mọi người biết đến cái hoàn cảnh ở chỗ làng Nủ bây giờ như thế nào. Thì bây giờ em có di chuyển xuống bên dưới cái chỗ máy xúc và mọi người đang tìm kiếm ở bên dưới. Nhà này bây giờ người ta đang tìm kiếm à? Các chú đã. Các chú bộ đội đang tìm kiếm đấy á. Bây giờ em sẽ di chuyển xuống bên dưới nhé mọi người. Đấy, sau một gọi là sau 5 phút chứ. Sau 5 phút là đã san bằng hết tất cả rồi các bác ạ. Đây là cái địa chỉ tại làng Nủ của Lào Cai các bác nhé. Làng Nủ. Làng Nủ Bảo Yên. Đây, xe đây này các bác này. Đấy. Còn 12 người nữa nhá anh ơi, còn 12 người nữa. Sáng nay có tìm thêm được một cháu bé của nhà con nhà anh Thới rồi. Bây giờ còn 12 người nữa chưa tìm thấy. Đấy, đây này, xe đấy mọi người. Đang có di chuyển xuống kia thì đang có nghi rằng là ở bên dưới đấy có người ở bên dưới. Mọi người vào xem like này, thả tim thả like cho em nhé. Mạng của em cũng gần hết rồi các bác. Mạng ít người. Thì hôm nay bọn em ở trên Lai Châu xuống. Bọn em là người ở Lai Châu xuống. San bằng hết tất cả luôn các bác ạ. Em đang chuẩn bị về rồi đây anh ơi. Em đi xuống đây quay cho mọi người xem cái bây giờ các chú bộ đội với lại là người ta mới ra đây để đào ấy. Thì em đang di chuyển xuống đoạn dưới này. Đường đi khó lắm mọi người ạ. Đi không cẩn thận là ngã với lại thụt lắm. Nhiều tên gọi còn hay lắm. Đây này mọi người, đây là cái cảnh mà toàn từ bên trên xuống. Nàng Nủ ấy, đúng rồi, nàng Nủ, không phải là Nụ đâu, Nủ. Đây, từ bên trên kia xuống này các bác này, nhìn thấy nó san bằng không? Sức mạnh tàn phá của thiên nhiên đấy mọi người ạ, san bằng hết. Chỗ em xuống đây, chỗ từ Lai Châu xuống ở dưới này là nó phải rơi vào gần 200 cây ạ. Gần 200 cây. Nhưng mà đi với lại cái độ đường đèo núi ấy, mọi người thì phải bằng mọi người từ ở mạn dưới xuôi lên đây. Nếu như mà đi đường cao tốc, còn bọn em là đi cái đường đèo đường núi. Nó gần 200 cây thôi nhưng mà đi cả gần 6 tiếng đồng hồ luôn. 6 tiếng đồng hồ mới đến. Tại vì cái đường đèo đường núi nó khó đi mọi người ạ. Nó không dễ đi đường bằng như là đường ở dưới xuôi. Mà cái đường đi vào trong này nó khó đi lắm. Đây em đang có di chuyển xuống bên dưới để cho mọi người xem, đang tìm kiếm ở dưới này xem là không biết là có thêm ai không. Mọi người vào xem like đẩy view lên cho em nhé. Cho mọi người biết rằng là ở dưới này bây giờ còn đội cứu hộ dưới này bây giờ vẫn đang miệt mài tìm kiếm. Đây này các bác này. Đang miệt mài tìm kiếm, đang xúc các mọi người ạ. Sáng nay thì tìm thấy con út của anh Thới rồi mọi người ạ. Bùn này nó phải rơi vào 3-4 mét đấy. Đấy các bác này, bây giờ đang vừa mới cúng xong các bạn, vừa mới kêu gọi xong thì bây giờ mới bắt đầu tìm kiếm và đào. Nghi ngờ rằng là chỗ này có người đấy nên là mới đào đấy các bác ạ. Còn 12 người nữa chưa tìm kiếm được.
em đang ở chỗ làng Nủ các bác nhé. Em đang ở chỗ làng Nủ của Bảo Yên, Lào Cai. Đấy, chỗ mà xảy ra thiên tai mà cả 37 hộ dân mà còn có như là gần như là xóa sổ hết những cái hộ dân ở làng Nủ nhá mọi người nhá, hầu như. Đấy. Thì đây các bác này, thấy mọi người thấy rộng không ạ? Từ trên chỗ kia xuống đấy mọi người. Đây nhá mọi người ơi, đấy. Từ ở trên kia, từ ở trên xuống luôn ấy. Từ ở trên bản kia xuống luôn. Thì bọn em là những người ở trên Lai Châu xuống. Vâng, ở gần đấy thì nó bị phá sóng đấy các bác ạ. Ở gần đấy nó bị phá sóng, nó không nhìn rõ đâu. Con anh Thới thì thấy ở đoạn bên dưới kia cơ anh ạ. Con anh Thới thấy ở đoạn bên dưới kia nhỉ anh được. Anh Lĩnh ơi, con anh Thới thấy ở đoạn bên dưới kia đúng không? Đằng tít tít ở bên trên kia. Đằng tít tít ở bên trên kia anh được. Đằng ở gần chỗ, đằng ở đoạn bên gần chỗ núi voi ấy. Nó san bằng, nó bằng phẳng như thế này cơ mà các bác ơi. Đấy, nó san bằng mà nó bằng phẳng hết luôn.